Nổ drama livestream nữ chính bom tấn cổ Trang Thị Phi nhất 2024, lời quát mắng gây sốc, khiến hai sao nam hàng đầu xịt keo bàng hoàng. Ngày 30 tháng 10, tờ Sohu đưa tin, vụ việc quản lý của nữ diễn viên Trần Đô Linh quát tháo ầm ĩ trên sóng livestream, đứng top một hot search Weibo. Drama này xảy ra khi người đẹp sinh năm 1993 cùng hai bạn diễn là Hồ Minh Hạo và Điền Gia Thụy đang phát sóng trực tiếp để thực hiện chiến dịch tuyên truyền cho bom tấn cổ Trang Đại Mộng Quy Ly. Trong lúc ba nghệ sĩ đang trò chuyện, một người thuộc phía Trần Đô Linh đột nhiên to tiếng quát một tràng: "Đừng xuất hiện trước camera, suốt ngày chỉ biết gây phiền phức." Sự cố ngoài ý muốn ập tới đột ngột, khiến Trần Đô Linh ngỡ ngàng ngượng ngùng, không biết nói gì và phải rời khỏi chỗ để đi tìm hiểu tình hình. Hồ Minh Hạo và Điền Gia Thụy cũng đứng hình, gương mặt sượng trân. Vụ việc gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích quản lý Trần Đô Linh thiếu chuyên nghiệp, phá hỏng buổi livestream tuyên truyền của đoàn phim Đại Mộng Quy Ly. Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả nghi ngờ rằng phía Trần Đô Linh đang chiêu trò tạo drama để nữ diễn viên được chú ý. Theo nhiều người, nhân viên ắt hẳn biết người đẹp 9X đang trong buổi livestream và dù có tức giận đến thế nào cũng không sơ suất nói lớn tiếng như vậy, trừ khi phía nữ diễn viên cố ý hoặc nhân viên này không tôn trọng nữ diễn viên. Trước phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng, phía Trần Đô Linh đã lên tiếng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho nữ diễn viên, cũng như khiến mọi người lo lắng. Tuy nhiên, người đại diện của Trần Đô Linh không giải thích rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc quát tháo trên sóng livestream. Trước khi bắt đầu buổi livestream đã xảy ra một vài lỗi kỹ thuật, sau đó, chúng tôi đã xử lý ổn thỏa, phía Trần Đô Linh giải thích mập mờ. Thời điểm hiện tại, bộ phim Đại Mộng Quy Ly đang là tâm điểm chú ý trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Phim sở hữu dàn diễn viên có vi dù nổi bật ở showbiz như Hồ Minh Hạo, Điền Gia Thụy, Trình Tiêu, Lâm Tử Diệp. Sau những tập đầu tiên, tác phẩm được đánh giá có bối cảnh và tạo hình đẹp siêu thực. Trong đó, Trần Đô Linh là cái tên nhận được nhiều lời khen với tạo hình hiệp nữ vô cùng xinh đẹp. Theo cư dân mạng, nếu Đại Mộng Quy Ly thành công gây bão, tên tuổi của Trần Đô Linh hứa hẹn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Những năm qua, có nhan sắc cực phẩm, diễn xuất tốt, nhưng Trần Đô Linh vẫn chưa thể đạt được cú hích danh tiếng như Bạch Lộc. Cô được nhận xét là nữ phụ vàng hiện nay ở showbiz, nữ diễn viên chưa đủ sức hút để đảm nhận vai nữ chính trong các dự án lớn. Trước đó, cô đã gây ấn tượng với vai cameo qua các phim như Nhất Niệm Quang Sơn, Vân Chi Vũ, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên. Ba sao nữ có khả năng vượng bạn diễn nam, Đàm Tùng Vận liệu có bằng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử. Trong showbiz hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh cùng với Dương Tử và Đàm Tùng Vận được biết đến là những diễn viên có năng lực cánh phim. Không những thế, các sao nam hợp tác với họ đều dễ dàng trở nên nổi tiếng và công chúng cho rằng đó chính là khả năng vượng bạn diễn mà không phải ai cũng có thể làm được. Triệu Lệ Dĩnh. Khi đóng bộ phim Sở Kiều Truyện lên sóng năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh từng giúp Lâm Canh Tân và Đậu Kiêu tỏa sáng và khiến họ thành những ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh hoa ngữ. Sau 7 năm, người đẹp 8X lại tiếp tục đưa Lâm Canh Tân đến với đỉnh cao sự nghiệp bằng lần hợp tác trong Giữ Phượng Hành. Nếu nói Triệu Lệ Dĩnh là quý nhân của nam diễn viên bộ kinh tâm cũng không lạ, bởi cô đều xuất hiện tại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Mà chính chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh là Phùng Thiệu Phong cũng được cô tìm giúp Mùa Xuân Thứ Hai. Được biết, chính Triệu Lệ Dĩnh đã đề cử Phùng Thiệu Phong với nhà sản xuất Minh Lan Truyện, từ đó anh mới có thêm một vai diễn để đời sau cung tỏa tâm ngọc. Bên cạnh đó, nam diễn viên Kim Hạng cũng từng bước lên đỉnh cao sau khi hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em. Đáng tiếc là Kim Hạng không thể giữ thời hoàng kim được lâu như Lâm Canh Tân và độ nổi tiếng của anh đã giảm đáng kể trong những năm qua. Dương Tử. Dương Tử cũng là một ngôi sao có thể chất vượng bạn diễn nam. Năm 2019, bộ phim Thân Ái Nhiệt Ái do Dương Tử đóng chính đã giúp Lý Hiện và Hồ Nhất Thiên trở thành những gương mặt đình đám của màn ảnh. Nhưng có vẻ như Lý Hiện rời xa Dương Tử là bão tố khi sự nghiệp của anh trong 5 năm qua đã tụt dốc không phanh. Theo nguồn tin tiết lộ, người đẹp 9X đã mời Lý Hiện đóng Quốc Sắc Phương Hoa và đây cũng được cho là bộ phim có khả năng giúp anh lật ngược tình thế. Ngoài ra, Mà Một Cân Bốn Trong Trường Tương Tư cũng khiến khán giả bất ngờ vì khả năng giúp bạn diễn nổi tiếng của Dương Tử, từ nam chính Trương Vạn Ý cho đến dàn nam phụ Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Vương Hoàng Nghị đều nhận được sự quan tâm lớn sau khi hợp tác với nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương. Chỉ là sau Trường Tương Tư, sự nghiệp của bốn sao nam này không có nhiều tiến triển, có lẽ họ khó có thể thăng tiến hơn sau khi tách khỏi Dương Tử. Đàm Tùng Vận. Năng lực vượng bạn diễn của Đàm Tùng Vận cũng không đùa được đâu. Năm 2020, Đàm Tùng Vận cùng lúc giúp Tống Uy Long và Trương Tân Thành nổi tiếng hơn sau khi hợp tác trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Sự nghiệp của hai sao nam 9X này thăng tiến hơn,
nhưng đáng tiếc là họ lại chẳng có thêm được tác phẩm nào ổn áp nữa. Có nguồn tin tiết lộ, Tống Nguy Long đang muốn tái hợp với Đàm Tùng Vận trong một dự án khác để tìm lại ánh hào quang năm xưa. Trong năm 2024, Đàm Tùng Vận không chỉ gặt hái được thành công với Em Đẹp Hơn Ánh Sao, mà còn giúp Hứa Khải thoát kiếp flop kéo dài suốt 4 năm qua. Hứa Khải cứ đóng phim nào là phim đấy lại thất bại, ngay cả Dương Tử và Thừa Hoan Ký cũng chẳng thể độ được anh. Ai ngờ Đàm Tùng Vận lại giúp đàn em thay đổi tình hình éo le này. Sắp tới, người đẹp 34 tuổi còn có bộ phim Thục Cẩm Nhân Gia lên sóng và netizen cũng hy vọng cô sẽ giúp Trịnh Nghiệp Thành thoát khỏi tình cảnh mờ nhạt hiện tại. Diệp Kha đã bộc lộ hoàn toàn sở thích của Huỳnh Hiểu Minh, hóa ra Angelababy chỉ là tấm màn che của chồng cũ. Gần đây, mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha dần trở nên rõ ràng, nhiều cư dân mạng than thở rằng, sự xuất hiện của Diệp Kha dường như đã vô tình để lộ thế giới nội tâm của nam tài tử trước mắt công chúng. Sự tồn tại của Angelababy giống như một tấm màn che được sao nam sắp xếp cẩn thận, khéo léo che đậy một số góc khuất của bản thân. Diệp Kha, một phụ nữ nổi tiếng với gu thời trang độc đáo, mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự chú ý của giới thời trang. Sau khi chuyện tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh bị phanh phui, những bức ảnh cả hai cùng tham dự sự kiện và tương tác trên mạng xã hội đều bộc lộ thái độ mới của sao nam đối với cuộc sống và theo đuổi vẻ đẹp thẩm mỹ. Sự lựa chọn thời trang của Diệp Kha rất táo bạo và tiên phong, vừa mang nét gợi cảm, quyến rũ cổ điển, vừa mang cảm giác hiện đại. Phong cách độc đáo này chắc chắn đã mang đến màu sắc tươi sáng cho cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh và cho phép anh ấy thể hiện một con người đa dạng và chân thực hơn trước công chúng. Tuy nhiên, chính sự thật này đã khiến nhiều cư dân mạng bắt đầu xem xét lại sự thay đổi về gu thẩm mỹ của Huỳnh Hiểu Minh. Một số người khen ngợi ngoại hình của Diệp Kha mang lại cảm giác tươi mới cho Huỳnh Hiểu Minh, trong khi số khác lại đặt câu hỏi, liệu điều này có nghĩa là trước đây anh là người bảo thủ? Khi nhắc đến vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh là Angelababy, điều đầu tiên mà hầu hết mọi người nghĩ đến chính là gương mặt thanh tú và gu thời trang không chê vào đâu được của cô. Trong những ngày tháng bên nhau, Angelababy không chỉ là bạn đời của Huỳnh Hiểu Minh, mà còn là trợ thủ đắc lực trong sự nghiệp của anh. Với trí tuệ cảm xúc cao và khả năng thể hiện thời trang xuất sắc, cô đã lần lượt tạo ra những hình ảnh hoàn hảo trước công chúng cho Huỳnh Hiểu Minh. Cho dù rực rỡ trên thảm đỏ hay sang trọng giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Angelababy luôn có thể thể hiện một cách hoàn hảo gu thẩm mỹ và phong cách mà Huỳnh Hiểu Minh muốn truyền tải. Vì vậy, từ lâu Angelababy dường như chỉ là tấm màn che cho gu thẩm mỹ của Huỳnh Hiểu Minh, che đi một số khuyết điểm hay sở thích riêng của anh. Nhưng thời gian trôi qua, tấm màn che này dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mối quan hệ mới giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha trở thành tâm điểm mới. Thậm chí, một số người cho rằng Huỳnh Hiểu Minh giờ thích phong cách vẻ đẹp giả. Huỳnh Hiểu Minh vốn bị tóc thưa, vài năm gần đây, nam diễn viên lộ rõ nhược điểm bị hói. Để giải quyết tình hình, anh thường đội tóc giả mỗi khi xuất hiện, giúp ngoại hình nổi bật hơn. Thậm chí, sao nam còn thẩm mỹ để ngoại hình trở nên thon gọn và trông trẻ hơn. Trong khi đó, Diệp Kha cũng là người thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ. Những bức ảnh cô chia sẻ thường đã qua ứng dụng chỉnh ảnh để giúp ngoại hình trông lung linh hơn. Trên Weibo, khán giả bàn tán xôn xao nói rằng, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha là một cặp trời sinh, về nhà chàng bỏ tóc giả và giày độn, nàng thì gỡ lớp trang điểm, đúng là chỉ có họ mới nhận ra nhau, Diệp Kha là nữ hoàng dùng app, đây chính là chuyện tình của anh tóc giả và em mê app, Huỳnh Hiểu Minh, anh giàu có vậy, sao không thể mua bộ tóc giả tốt hơn. Trên thực tế, cho dù đó là sự thẳng thắn và tiên phong của Diệp Kha hay sự tinh tế và hoàn hảo của Angelababy, chúng đều phản ánh sự lựa chọn phong vị của Huỳnh Hiểu Minh ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Thẩm mỹ của mỗi người sẽ thay đổi theo thời gian và trải nghiệm. Đó là điều bình thường. Sự xuất hiện của Diệp Kha có thể là sự định vị lại và điều chỉnh nhận thức của Huỳnh Hiểu Minh sau khi trải qua hàng loạt thăng trầm trong cuộc sống. Là một phần quá khứ, Angelababy không còn là nhân vật chính trong cuộc đời Huỳnh Hiểu Minh. Nhưng những khoảnh khắc đẹp cùng những ký ức sâu sắc mà cô để lại chắc chắn là một phần không thể thiếu trong hành trình cuộc đời của sao nam họ Huỳnh. Vai diễn tấm màn che trước đây của cô không hề che đậy điều gì, mà là tạo sân khấu để Huỳnh Hiểu Minh thể hiện bản thân và khám phá những điều chưa biết. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.